Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trường hợp của bạn là một trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm và đã được phẫu thuật kết hợp với tạo hình bằng đặt túi. Thì cái thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất đối với cái túi thì đấy là cái thời gian mà cái túi nó thể hiện được cái các cái đặc tính cũng như là các cái vai trò của nó một cách tối ưu. Thì đấy là cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Thế và cái chuyện là đến thời hạn đó có bắt buộc hay không thì có lẽ là chúng ta khi mà đến cái thời hạn đó thì hoặc là trong cái quá trình theo dõi sau điều trị thì chúng ta cần được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và theo dõi để mà đánh giá cái tình trạng của cái túi đấy nó có đảm bảo hay không. Cụ thể là các cái bao sơ bao xung quanh cái túi nó có bị co rút hay không, cái thẩm mỹ của cái bên tạo hình bằng túi đó nó có ổn thỏa hay không, nó có đáp ứng được yêu cầu hay không. Thế và một vấn đề nữa là các cái vỏ cái bao bao của cái bao ngoài của cái tuyến vú đó nó có còn nguyên vẹn hay không và nó có bị nứt vỡ ảnh hưởng đến cái chất lượng túi hay không. Thì đấy là những cái vấn đề mà bác sĩ cần phải quan tâm đánh giá và từ đó để mà có cái khuyến cáo nhất định cho bạn là có thể giữ cái túi đó hay là thay túi mới. Đấy. Chứ còn những cái thông tin về thời hạn của cái túi thì đấy là những thông tin của nhà sản xuất về cái điều kiện mà cái túi đó nó vận hành, nó đảm nhiệm cái chức năng một cách tối ưu. Cái vấn đề thứ hai là cái phù tay và to tay sau điều trị thì cái biến chứng này có thể xuất hiện ở một cái tỷ lệ nhất định bệnh nhân sau điều trị ung thư vú, nhất là những người mà có vết hành nách và xạ trị. Thế của bạn thì không phải xạ trị. Thì cái điều mà chúng tôi cần lưu ý là bạn sẽ cần có cái chế độ chăm sóc tránh cho cái cánh tay bên mổ phải chịu các cái tác động vật lý như tác động về nhiệt, nóng, nhiệt lạnh, thế rồi là tác động về tiêm truyền hay là khi làm bếp chúng ta bị đứt tay hay là côn trùng đốt hoặc là các cái nước sôi, mỡ sôi nó bắn vào cánh tay đó. Thế hoặc là chúng ta tập mà các cái động tác nó vận động quá nặng để nó tăng tải cho cái tay đó thì đấy là những cái tình huống mà chúng ta cần phải tránh. Thế và cái vấn đề cuối cùng là các cái bài tập mà giúp cho cái cánh tay bên mổ đó chúng ta vận động một cách linh hoạt, một cách bình thường. Thế và tăng cường cái tuần hoàn cho cái vùng nách, vùng cánh tay tuyến vú thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn và bạn cũng có thể truy cập vào cái trang web của Bệnh viện K để xem trực tiếp các cái hướng dẫn của cán bộ y tế của chúng tôi cho người bệnh sau phẫu thuật ung thư vú.